dân dã và học trò, đó là món gỏi khô bò. Và đặc biệt món gỏi khô bò ở nơi này là hot nhất Vịnh Nam Bộ, nổi tiếng nhất Sài Gòn và đã có 52 năm kinh nghiệm lịch sử. 52 năm là lúc đó mình còn chưa đẻ ra rồi. Nhưng mà ha, thật sự ra mặc dù là hot nhất Vịnh Nam Bộ và nổi tiếng nhất Sài Gòn nhưng mà bên kia chưa thử bao giờ hết. Còn Mina thì đã ăn rất là nhiều lần rồi, tại khu này gần nhà Mina. Mặc dù là cũng gần nhà bên kia luôn, tại vì hai đứa ở gần nhà nhau. Không, lại quay lại. Nhưng mà bên kia vẫn chưa ăn. Mà bên kia vẫn chưa thử. Bây giờ vậy thì sao? Tại vì lúc nào cũng quá đông, đông nghẹt. Bây giờ thì có rất là nhiều shipper lúc nào cũng đứng thu lại hết trên bên kia, rất là ngại đám đông. Nên vẫn chưa có dịp được thử. Những lần trước đi tại sao không rủ? Quên, ăn ăn ké ăn mạnh một mình. Thôi là hôm nay vô tình chương trình đã sắp xếp cho tụi mình được đi ăn chung với nhau ngày hôm nay. Cho nên review của Pinky ngày hôm nay sẽ là thực tế nhất, vì đây là lần đầu tiên thử cái món này ở nơi này. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng đi ăn thôi nha. Thấy chưa, Pinky hấp dẫn chưa? Thích, Pinky rất là thích khô bò. Khô bò là cái món snack mà Pinky thích nhất từ nhỏ đến lớn luôn. Bây giờ bên kia sẽ thôi Mina ăn thử trước đi, sao mà review ăn lại người đã ăn rồi như thế nào. Bình thường Mina đi đến chỗ này lúc nào Mina cũng mua hai bịch hết trơn, thì một bịch không có gì ăn đã hết trơn á, tại mua hai phần á, hai phần đem về nhà ăn cho vui. Tại chỗ này á, các bạn biết không, là không có ít có chỗ ngồi lại để ăn á, cho nên là thường mọi người hay mua đem về nhiều bưng hơn. Qua bên công viên Lê Văn Tám để ngồi ăn. Quên, mình quên nói là ở đâu rồi. Công viên mới quên. Lo ăn không à. Nếu như mà ai đã biết đến địa điểm gỏi khô bò hot nhất Vịnh Nam Bộ, nổi tiếng nhất Sài Gòn này, thì chắc chắn cũng biết là nó nằm ở đâu rồi đúng không nè. Còn nếu như mà những bạn nào chưa biết thì đây là đoạn đường ngã tư Hai Bà Trưng và đường này là gì ta, Võ Thị Sáu. Đây là ngã tư quận nhất và quận 3, công viên Lê Văn Tám. Ngay đối diện công viên Lê Văn Tám sẽ có một cô bán gỏi khô bò, lúc nào cũng đông nghẹt hết, những người đứng đợi để lấy. Còn Pinky và Mina thì đã phải mua từ bên đó để qua bên công viên kiếm một chỗ trống để ngồi ăn và quay cho các bạn xem. Nếu mà đứng khô bò thì mình vừa quay vừa ăn chắc là người ta chen không có chỗ đứng luôn á ha. Ở bên kia nói nãy giờ Mina ngồi ăn hết nửa dĩa luôn. Ok, review đi, review đi. Review của Mina đi kìa. Nó vẫn ngon như ngày nào mọi người ạ. Con không biết nói làm sao luôn, không biết giải thích làm sao màu, luôn á. Cái này là gì vậy? Cái màu vàng là gì vậy? Bánh á, gọi là bánh phồng tôm của khô bò á. Ở đây đặc biệt là bánh phồng tôm tự làm nha mọi người, rất là riêng biệt. Ở những chỗ khác thì họ dùng bánh phồng tôm chiên rất là màu trắng á, mọi người nhớ không? Màu trắng tròn tròn, như ở đây thì họ dùng cái bánh phồng tôm chiên biệt của họ, riêng của họ. Thì nên nó có vị rất là khác biệt và ngon. Sao? Sao? Cũng là ngon á. Ngon ha, cái nước tương cũng ngon nữa. Quan trọng là nước tương với lại khô bò không có bị đắng. Đúng rồi. Ngọt ha, khô bò rất là ngọt luôn, rất là mềm. Cái là quan trọng nữa là đu đủ không bị dập. Nó chỗ bán đu đủ dập á, ăn ghê gớm. Tại đó giờ Mina từng ăn chỗ này không mà Mina chưa được ăn nhiều chỗ khác, nên cũng không biết mà chỗ khác nó tệ thế nào. Bên kia là cả cuộc đời chưa ăn chỗ này bao giờ, cho nên bên kia biết những chỗ khác nó như thế nào. Đây là khô bò, bên kia sẽ thử một miếng có khô bò và đu đủ chung với nhau. Và một miếng rau răm chung đây, một đũa gấp là có đầy đủ. Cho bên kia một miếng luôn nè. Hòa quyện tất cả luôn. Đủ. Thằng Út, mỗi lần quay vlog mà ăn uống nào á, tớ cũng hay làm cái động tác này. Thằng Út, mời cho ăn chung đi. Một phần như vậy nha mọi người, rất là rẻ, chỉ có 20.000 cho một phần ăn vặt buổi chiều, rất là rẻ đúng không Minh Kỳ? Giá hợp lý luôn. 20.000 này á là nhiều bò, rất là nhiều bánh phồng tôm á. Đúng rồi. Ví dụ ha, ít có bò không? Mình nhà đang miếng bò. Nó mềm vậy trời. Ngon quá. Đúng là miếng bò đó cậu. Hết bò, thích chơi ăn hết bò. Cuối cùng hai người đã xử xong hai dĩa khô bò là xuất sắc. Ôi trời ơi, xấu hổ cho Pinky. Như vậy tức là ngon. Ngon bà hát ghê, ăn xong nè trước mặt khán giả. Trời ơi, mọi người sẽ nhớ kỹ cái cú ợ này của Pinky và sẽ cắt ra làm gif bốn lên Facebook. Trời ơi, xấu hổ ơi. Đứng lên đi ăn chỗ khác nào.
mọi người. Đi không thèm chào khán giả luôn. Ok, đi nha. Một phần là cơm trắng và một phần là gạo lứt nha chị. Dạ, mình cũng ăn một nửa cơm nửa salad thôi. À đúng rồi, nửa cơm nửa salad đi chị đỡ nghe. Ừ, ok chị. Wow, rồi gạo lứt hấp dẫn chưa? Của Hàn Quốc nhưng mà đây là món cơm trộn theo kiểu Hawaii. Ok, Mina và Linh Chi đã trộn xong món cơm của mình. Hồi nãy là Mina chọn sốt gì? Sazen sauce với lại teriyaki. Là sốt mè và teriyaki là sốt béo và vị ngọt. Còn bên kia là sốt spicy mayo là mayonnaise cay và teriyaki là cay và ngọt. Mina thấy như sao? Sốt ăn cái mix đó ăn có được không? Ngon, rất là đậm đà, không có vị lạc như những món Âu khác. Tới bên kia nha, tôi sẽ ăn một miếng có tôm, có cơm. Tôi quay đây nè, một miếng có tôm, có cơm, có thanh cua, trứng gì mình không sắc ra được. Có rau nha. Rồi gì nữa ta? Trứng thì chưa sắc ra được, tí nữa ăn một miếng cà chua. Ok, rồi bên kia sẽ ăn một miếng này trước nha. Ngon đúng không? Cái sốt này ngon à. Vừa cay với là teriyaki, là vừa béo vừa cay vừa ngọt ngọt. Có thử miếng của cậu lên. Cơm trắng đi. À quên, Mina không ăn được đồ sống nên bên kia sẽ làm thiết kế một cái muỗng mà đồ chính. Giống bên kia rau nè, tôm, thanh cua và cơm. Cơm đâu hết rồi, trời đồ ăn nhiều quá không thấy cơm đâu. Cơm đâu? Rồi. Bên kia thì nó không mặn như Mina nhưng mà nó nồng mùi ớt không ha. Có nước sốt ớt đúng không? Đúng rồi, nước sốt cay ớt, rất là thơm. Rồi bên kia thơm ta thử hấp vào họng. Bình thường á, mà bên kia ăn cá hồi sống á, là ăn sushi là chấm với là nước tương. Ăn theo dạng sashimi chấm nước tương. Còn hôm nay là bên kia ăn cá hồi sống này với cái nước sốt của cái món cơm Hawaii này. Thì bên kia sẽ thử xem mùi vị nó ra như thế nào nha. Cũng dễ ăn. Dễ ăn lắm, giống y như là chấm sushi vậy á. Đây là lần đầu tiên Mina thử món đồ sống. Và lần đầu tiên cũng trên sóng truyền hình luôn. Đây cá hồi ha.
có miếng cơm nữa và miếng tôm luôn. Cái này là thử thách luôn rồi chứ không phải là đi thưởng thức nữa nè, thử thách rồi. Thử nha. Wow, có tâm không cậu? Không. Chắc không? Chắc. Ngon không? Ngon. Thiệt không? Thiệt. Ngậm mồm lại. Đúng không? Đâu có cái tanh đâu. Có sốt hết rồi. Dễ ăn mà. Béo nè. Béo. Ngon. Ngọt. Lúc đầu nhìn á thì cảm giác là ngon. Đúng không? Lúc đầu nhìn cái món này mình cảm giác là nó sẽ không có thấm gia vị và nó sẽ không có mùi vị nhiều. Tại vì nó quá nhiều topping. Nhìn sẽ là lạc đúng không? À và những cái topping của nó cũng không có ướp sẵn cái gì hết. Để quan trọng là cái nước sốt của đúng nó đúng ngon. Nó không dậy mùi á mọi người. Nhưng mà nãy Mina cứ gọi gạo lứt á. Nhưng mà Mina ăn xong thì Mina cảm thấy là Mina thích ăn gạo trắng hơn thì nó dẻo hơn. Còn những bạn nào mà à đúng rồi. Nhắc gạo lứt mới nhớ. Cái anh chủ quán ở đây á, ảnh là người Việt kiều. Ảnh sống nhiều năm nước ngoài, sau đó thì ảnh về Việt Nam sinh sống. Thì ảnh nhận thấy là cái gu ẩm thực của người Việt Nam mình thời gian gần đây á, nó đang đi theo một chiều hướng là ăn những đồ ăn mà nhiều dầu mỡ, nó không có tốt cho sức khỏe, gọi là cái xu hướng cũng không được healthy cho lắm á. Thì ảnh mới mang một cái làn gió mới về ẩm thực về Việt Nam là phong cách cơm của Hawaii. Thì nó sẽ gồm đầy đủ các yếu tố như sau, đó chính là healthy, là tốt cho sức khỏe của người Việt Nam. Mọi người thấy đó, thức ăn rất là tươi, cái nguồn thực phẩm rất là tươi, nhiều rau. Và cái thứ hai đó chính là giảm cân, là những bạn nào muốn ăn đồ ăn ngon đầy đủ hả, tôm nè, cá các kiểu, nhưng mà vẫn muốn mình có một dáng thon thả thì chúng ta cũng phải ăn ở đây được. Và cái yếu tố thứ ba đó chính là nguồn thực phẩm ở đây đảm bảo là tươi và sạch. Như Mina lần đầu tiên ăn cá hồi đó, nhưng mà không có thấy tanh mà rất là thơm ngon và đặc biệt là rất là ngọt, chứng tỏ là nguồn cá rất là tươi và sạch thì mới có được cái hương vị như vậy. Cho nên là nếu như mọi người muốn ăn một cái thực phẩm đó, đảm bảo cho sức khỏe của mình nè và đẹp dáng nữa thì hãy đến với Bo Ke nha. Bây giờ mình đã ăn ăn nhẹ rồi, ăn món chính rồi. Bây giờ mình sẽ ăn đi uống trà, ăn tráng miệng ha. Ok. Ok, let's go. Đi nha. Đi. Cho hai người á. À. Combo này thì mình có hai option. Dạ. Option đầu á là bánh chia cây là nguyên vàng trên này. Dạ. Mình chọn bất kỳ một cái. Còn combo option của option 2 là có hai cái T-Rex nhỏ ở trên này với hai cái mặt xanh nhỏ. Ồ. Vậy mình chọn option 2 đi ha. Ok. Wow, trời ơi xinh. Wow. Đây, một combo trà còn có một bình trà nóng. À có sữa tươi. À đây mật là hình ong. Như mật ong, đây là đường viên giống như trong phim hoạt hình của nước ngoài. Và đây là những lá chanh. Chỗ chanh cũng đẹp nữa ha, đúng chanh nước chanh ngoài vàng, luôn á. Chanh vàng. Ok mình. À và hai phần bánh mini. Bây giờ mình sẽ làm trà thôi nha. Mina muốn uống trà nóng hay uống trà sữa?
Trà bình thường hay trà sữa? Trà bình thường trước đi, mình uống cái vị của nó trước đúng rồi. Mình đây thử hết. Mình đang phục vụ cho bên kia. Đây là miếng lọc trà, mọi người thấy không? Miếng lọc trà cũng dễ thương nữa nè. Hình hình ấm trà. Đây mình đang sẽ rót trà bên kia nha. Phục vụ bên kia nha. Chần đổ nha, sát vô. Rồi. Được chưa? Bên kia đủ chưa? Ok. Wow, thiệt khung cảnh này lãng mạn nên thơ. Ok, tới Mina đổ cho Mina. Hay quá, bình có cái miếng lọc trà này hay quá. Nó rất cái gì đây? Mấy cốt trà, sát trà. Sát trà đó, đào, wow. Kiểu. Cái này đúng là nghe mùi đào thơm quá à. Khói bốc lên cao. Khói bốc, giống như trong phim hoạt hình. Có khói bốc lên cao mọi người. Chúng ta giống như là những người công chúa trong Disney vậy đó. Mời công chúa bên kia. Thổi trước à. Thơm lắm luôn. Phải chi mọi người có mặt ở đây để được thưởng thức trà chung với Mina bên kia ha. Mình rất muốn uống sao cho sang giống con chuối mà nóng quá phải thổi. Vị nguyên chất thì vẫn là giống như mùi trà thôi, nhưng mà được cái thành nó thơm. Thơm mùi đào nhiều. Vị thanh ha. Bây giờ bình thường á, công thức pha trà đào bên kia hay thích uống nhất là phải có thêm tắc hoặc chanh và đường. Mình sẽ bỏ thử tắc hoặc chanh. Như mình làm sao nhỉ? Cái này đâu có nặng được, đây là lát chanh nguyên mà. Thực bỏ vô nguyên một lát vô ly luôn đó. Ok rồi. Ok, để mình em phục vụ bên kia nha. Hay mình bỏ đường vô trước. Mình bỏ đường khuấy lên trước đi ha. Đây, tới bóc cha, tới bóc cha, tới bóc cha. Trời ơi, những viên đường xinh xắn, đáng yêu. Một viên. Trời ơi. Nó đâu có tự tan, phải dầm ra hả? Cậu khuấy lên thử xem. Ok, rồi. Hay quá ha. Rồi, tay rồi hả? Chanh, bỏ chanh vào. Wow. Chanh, một lát chanh. Cậu là đường và chanh, Mina sẽ uống mật ong và chanh. Đây là mật ong, mọi người thấy không? Đây Mina sẽ đổ nha. Mina rất thích là uống ngọt cho nên Mina sẽ cho hơi nhiều mật ong một tí. Đó, rồi Mina sẽ khuấy lên. Khuấy lên, khuấy lên, khuấy lên. Sau đó là thêm một lát chanh. Rồi, Mina đã có một ly trà đào chanh mật ong thật là ngon. Ok, thử để thử nè. Bây giờ đã đúng mùa trà đào rồi đó, thơm. Thơm á. Oh wow. Có mật ong vô nó mình ngon hơn hẳn. Mình muốn thử với mật ong. Có mật ong vô nó ngon hơn hẳn. Nó có đường rồi nên ít mật ong thôi. Chua của chanh ha, ngọt thơm của mật ong, lại vị thơm của đào. Ôi, một bữa tối là tuyệt vời. Đây là những chiếc bánh macaron đến từ nước Pháp. Đúng không ta? Đúng rồi. Hồi nãy order cái màu tím nhạt mà khoai môn mà sao ra màu tím này. Để anh thử coi là mùi vị gì. Cái này là màu hồng da thì không biết là vị gì. Không biết, nhìn thơm á. Blueberry. Của Mina là blueberry. Nó chua chua. Của Mina là mùi dâu. Mùi dâu á. Blueberry chua chua ngọt ngọt thơm thơm. Trời ơi ngon quá, xuất sắc mỗi bánh. Rất là ngon. Pha trà sữa, pha trà sữa. Ăn bánh ngọt như vậy uống trà là đúng luôn á. Bây giờ mình sẽ pha trà đào sữa hoặc trà sữa đào. Nè. Này Mina sẽ uống mật ong được. Mina hả? Mina muốn uống vừa mật ong vừa đường luôn được không? Được, mình cũng vậy. Tự nhiên cái đâu thôi lỡ tay làm rồi? Cho Mina luôn đi, lỡ tay đổi cho Mina. Cái này là cái ly của bên kia mà sao Mina lấy lộn rồi? Đổi qua đây. Đổi qua đây. Không rồi, cái dĩa nó khác màu kỳ lắm. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đổ sữa vào nha. Mình sẽ gấp hai viên đường thì Mina uống ngọt. Thôi làm trước từng ly đi. Mình sẽ bỏ sữa vào nha. Nhiều hay ít đi. Để xem nó ra. Nè này sữa tươi. Đúng rồi, sữa tươi. Nãy giờ từ đầu đã nói mà. Sữa nhiều hay ít sữa. Rồi giờ mật ong. Mình thích uống ngọt nên mình bỏ nhiều mật ong. Và một viên đường, gấp cho mình một viên đường. Rồi. Mina cũng thế, Mina sẽ uống ngọt, Mina sẽ bỏ hai viên đường. Hai viên đường đào sữa. Trà đào sữa mật ong. Sữa. Và thật nhiều mật ong bởi vì Mina sẽ uống
ngọt. Rồi, rồi. Quẩy lên nè. Ôi thích quá, thơm quá. Xinh rồi nè. Ơi của mình rất quá. Ngon, rất thơm, trà ngọt, đào thơm quá. Ô cái này của Vina hình như hơi nhiều sữa và ít trà, tại thấy trắng hơn, của mình là màu đậm hơn nè, mùi trà thơm hơn. Nhiều thích uống sữa nhưng mà nhiều trà này thơm hơn, nó ra cái mùi ngon hơn á, cậu thử đi. Nè cũng thơm nè, nhưng mùi sữa không mà, cái này là đúng là trà đào sữa rất thơm nè, thử đi. Đúng không? Ừ. Sao mỗi đứa một vị, mỗi đứa một khẩu vị khác nhau. Wow, ăn bánh trà sữa. Trên đời làm gì có chuyện gì mà thú vị hơn vậy nữa. Trà sữa nóng. Ừ. Trà sữa nóng hoàng gia. Cái này thì lớp bánh ở dưới thì cũng ngon, nhưng mà lớp kem dâu ở trên thì hơi chua một chút xíu. Ừ, mẹ không biết ăn bánh chua nên mẹ sẽ không ăn bánh đó, phải không thử bánh đó. Ừ. Nếu là ngọt. Hơi chua một chút xíu rồi. Này là vị dâu hơi nhiều rồi. Ừ. Thôi được, nhưng mà mình biết là nguyên chất chứ không phải là pha đường đúng không? Ok, mình sẽ tiếp tục uống trà sữa. À, bình thường á là bên kia xem trước ảnh trên mạng á là trên quán này á là có một cái phòng trên lầu là có trang trí màu chủ đạo là tông màu hồng và màu xanh. À, hai màu kiểu pastel á, pastel, whatever. Thì nó rất là xinh xắn, từ đây mình nhìn lên cái cửa sổ có thấy được nè. Nhưng mà hôm nay á, là mình đến nhưng vô tình là đã có full khách, khách đặt rồi. Không thể nào vào trong đó để quay được, rất là tiếc vì mình không có thể được ngồi cái chỗ cái phòng màu hồng mà mình muốn. Ví dụ mà mình được ngồi trên đó chắc là xinh hơn nữa. Nhưng mà tớ nghĩ ở ngồi sân vườn này cũng thích, tại vì nó thoáng á cậu. Cũng thoáng, cũng thích. Về dựng á, mình nhớ lấy cái hình ở trên fanpage mình ghép vô cho tao biết. Nếu như cả nhà yêu thích những video ăn uống ẩm thực của kênh Lala School thì hãy nhớ like và share video này. Và đừng quên subscribe cho kênh Lala School để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nha. Còn bây giờ Vinky và Vina phải lên cái phòng màu hồng của chỗ này để sống ảo thôi, vì khách đã về rồi. Đi. Bye bye mọi người, hẹn lại mọi người clip sau nha. Bye bye. Đi. Thank you.